75, hai trung đoàn chủ lực Ngụy Án Ngữ ở Lộ Dòng Cung bị ta đánh bại. 11:30 sau khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, lực lượng cách mạng trong thành phố Cần Thơ đã đồng loạt nổi dậy, làm chủ các cơ sở của bộ máy Tề Ngụy ở phường Khóm, gồm xuống phòng vệ dân sự trang bị lại cho lực lượng tự vệ thành phố. Trước sức tấn công và nổi dậy của quân và dân quân chủ lực của quân khu 9 và lực lượng vũ trang thành phố cùng nhân dân chiếm lĩnh, xóa bỏ toàn bộ hệ thống ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn ở tỉnh Phong Vinh và các cơ quan đầu não dùng bốn chiến thuật ngụy. 25 năm đã trôi qua, thời khắc hào hùng này mới